Xin chào tất cả các bạn đã đến với Board Game Day, nơi mình dành riêng cả một ngày chỉ để chơi board game. Và ngày hôm nay chúng mình sẽ cùng nhau khám phá một trò chơi tên là Forbidden Island, một trò chơi co-op dành cho từ 2 đến 4 người chơi. Và như các bạn thấy đây, chúng mình có 4 thành viên ở đây. Tuy nhiên là có một thành viên họ lại không thể nào cầm thẻ bài và gọi là có nhiều ý chí quyết đoán. Thế nên tôi cho các bạn ấy ở đây để làm một nhân vật trang trí thôi ạ. Và chúng tôi sẽ ba người sẽ gánh bạn ấy để cùng nhau thoát khỏi cái hòn đảo Forbidden Island này. Và nếu các bạn chưa biết luật của Forbidden Island thì hãy cùng nhau tìm hiểu trong video làm sao chơi Forbidden Island nhá. Còn bây giờ thì chúng ta cùng nhau bắt đầu chơi trò chơi này thôi ạ. Let's go. Đi đâu đây, đi đâu đây? Chờ đây. Đi đến đảo các bạn, đi đến đảo. Và bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau đến với Forbidden Island ngay thôi nào. Ta-da! Trời ơi, mở hộp ạ. Bây giờ các bạn hãy giúp mình set up nhá. Bây giờ sẽ trong chiếc hộp như này. Đầu tiên là mình sẽ lấy tất cả những sùng gọi là ô địa điểm và lật hết thêm một mặt. Đúng không chưa? Đấy, và chúng mình sẽ phát cái ô địa điểm này, chọn lên một hình vuông 4x4 với 8 các cái hình vuông, 8 bức ô gạch xung quanh bên ngoài. Xin mời cùng nhau chia cháo lên rồi cùng chia nhé. Cháo đi ạ. Và bây giờ sẽ làm 4 kho báu đặt ở 4 góc để làm trò chơi. Tiếp đến thì để cho trò chơi thêm công bằng thì chúng mình sẽ cùng cho các bạn Thủy Dương và bạn Thành lựa chọn nhân vật. Nhân vật này sau khi mình chọn màu xong mình sẽ nói cho các bạn biết là các bạn được chọn nhân vật gì. Xin mời. Thì mình sẽ lấy màu xám. Màu xám. Một người đang đầm đi. Rồi. Tớ sẽ lấy màu xanh kinh nghiệm. Màu ướm ấy. Tôi là phi công ạ. Màu xanh. Kỹ năng của tôi sẽ là teleport. Trong một lượt đi thì tôi có thể đi bất cứ đâu mà tôi muốn. Kỹ năng của Việt Dương màu xám đúng không ạ? Đúng ạ. Màu xám. Đây ạ. Màu xám là messengers, bạn ấy có khả năng là đưa đồ cho người khác mà không cần phải đứng trên cùng một ô. Bạn là ngon đấy chứ. Bạn là màu xanh lá cây đúng không? Anh Thành màu xanh lá cây đúng không? Vâng. Màu xanh lá cây sẽ là explorer và khả năng của bạn là đi chéo và tạt nước chéo ạ. Anh không hẳn là anh đi chéo chéo. Trông có vẻ phế trong ba người thì sao? Ủa, biết đâu bất ngờ anh. Con đường lớn nhất lại là con đường đi chéo thì sao? Đó, sau khi mà ba chúng tôi chọn được nhân vật thì chúng tôi sẽ bỏ lại ba cái nhân vật nó không dùng đấy ra bên ngoài. Và bây giờ thì tôi sẽ đặt sang bên phải của tôi trồng bài những lá bài ngập nước. Và sang bên trái là những lá bài kho báu. Đây là những lá bài kho báu. Đó. Mình cần phải xác định xem là mình là người chơi giỏi hay người chơi yếu. Thì chúng mình có cái bảng gọi là thông số này, bảng mực nước đây. Các bạn có thể nhìn thấy bảng mực nước đây. Trên cái bảng mực nước này thì có ghi cái level mà chúng mình có thể bắt đầu từ. Thì có dễ nhất này, normal là bình thường này, giỏi và legendary thì bạn chọn mức độ nào ạ? Novice thôi bạn ạ. Vâng ạ, chúng tôi chưa phải là dân phượt chuyên nghiệp, phượt thủ chuyên nghiệp nên chúng tôi chọn mức độ dễ nhất ạ. Xem chúng tôi có sống sót trên cái hòn đảo này được không ạ? Giờ đơn phòng thôi. Kiểu tự nhiên lại nhớ cái trò Don't Starve ấy. Nhưng mà chúng mình không đói, chết đói ở đây, chúng mình đi tìm kho báu ạ. Và kho báu là 1, 2, 3, 4 ở đây, trên bản đồ ạ. Thế là bây giờ xếp xong rồi chúng mình bắt đầu trò chơi nhỉ? Chơi thôi. Nóng lòng rồi đấy. Vậy tôi xin để chiếc hộp game này của tôi sang bên này. Có gì các bạn vẫn nhìn thấy nó ở đây. Nào. Chuẩn rơi nhé.
À, trước khi bắt đầu trò chơi tôi muốn xin giới thiệu với các bạn, nó là Day Club. Chị đấy. Và Day Club là một câu lạc bộ nhỏ mà chúng mình vừa mới thành lập. Và nó sẽ mở vào thứ bảy và chủ nhật hàng tuần tại số 19 ngõ 306 đường Khương Đình. Thế nên là các bạn nào yêu thích bọn mình hoặc là có niềm đam mê về board game thì hãy cùng nhau ghé chơi vào thứ bảy chủ nhật hàng tuần nhé. Và bây giờ thì hãy bắt đầu trò chơi nào. Nào, đầu tiên để bắt trước kia chưa bắt đầu ấy thì mình phải lấy ra 6 lá bài ngập nước. Thì cái hòn đảo ấy đang ngập dần rồi. Xin mời anh Thành lấy cho tôi 6 lá. Temple of the Moon. Temple of the Moon. Đền ông Trăng đã bị ngập. Iron Gate. Cổng sắt. Cổng sắt. Rồi. Tiếp nữa. Cave of Embers. Cave of Embers. Phải là hang động gì đấy. Quên rồi, nghĩa là thiếu rồi. Đài quan sát đúng không? Đài quan sát ngay cạnh đây luôn. Full landing. Trời đất ơi. Trời ơi. Tí nữa ai ra cứu cái khu vực này rồi. 1, 2, 3, 4, 5, còn này nữa. Cliff of Abundance. Đâu nhỉ? Đây. Đúng rồi. Rồi, đây là 6 địa điểm, nó đã hơi ngập nước rồi. Bây giờ xin mời xem là lượt chơi bắt đầu từ ai ạ? Spawn ấy. Spawn về đây. Tôi đang được landing đây. Ủa chết thế? Thế mình làm ngửa hay xoay này đi cho mọi người theo dõi thì nó dễ. Ok. Xong mình di chuyển đến một cái xe lắc đúng không? Đúng rồi. Thế cứ đứng đây thôi. Đi đâu nữa? Đúng rồi, đến đâu. Đó. Mình muốn người sẽ được nhận 2 lá bài. Xem là trong tay ban đầu mọi người có những gì đã. Nhiệm vụ của chúng mình ấy sẽ là phải lấy hết 4 kho báu. Sau đó thì phải về vị trí full sending này. Thì có phải có lá bài máy bay trực thăng mới thoát được ra khỏi hòn đảo. Nếu không mình kẹt cứng ở đây luôn. Mà đi mà không có kho báu thì đi khám hiểu làm gì. Cái này cho đâu nhỉ? Cái này thì bạn lấy một lá khác thôi. Đấy. Mình cháo này này. Bạn bốc phải lá authorize ngay từ lời bốc đầu tiên, thế nên là tôi sẽ cháu bắt đầu nói xem lại một cái bài. Chú ăn chơi mà đã tăng nước thì có mà toàn. À, tôi xem bài bạn này. Đây. Ôi, thì con còn lửa à? Sao nó cứ khắc hệ nhau ấy nhỉ? Con mình thì hệ mộc nữa, xong rồi còn... Nào, lửa ẩn được tí cho đi trước nhá. Hay các bác nào có xung phong muốn đi trước à? Con lửa ẩn tí. 1, 2, 3. xin mời bạn đi đầu ạ. Ơ, cô đi đầu à? Tôi đi đầu. Tôi nhanh. Tôi nhanh. Ok, thì tôi sẽ tán nước cho cái này thôi. Bạn tán nước được cho cả hai bên đấy. Ok. Rồi, tôi tán hai bên. Tôi đi một bước. Đi xuống, đi sang đây. Trong một lượt đi của mình ấy, thì mình được thực hiện 3 hành động. Trong số 4 hành động sau đây. Thứ nhất là di chuyển. Thứ hai là tạt nước. Thứ ba, đấy là đưa bài của mình cho người đồng đội. Và thứ tư là thu gom 4 lá bài giống nhau để thu hoạch được cái vật phẩm, đấy là kho báu. Thì vừa rồi là bạn được dựa dùng 2 bước để tạt nước và di chuyển sang vùng ô bên cạnh. Đúng rồi. Rồi, lại. Phải bốc bài nữa xem. Đúng rồi, phải bốc bài. Chị là cũng thực sự là hiểu luật chơi. Rồi, okay, anh cho lá bài đấy ạ. Tôi đã có một cái gốc làm lá trực thăng. Lá trực thăng này là tôi có thể đưa bất cứ một người chơi nào đến ở khu vực bất kỳ đúng không? Đưa cả một ô ấy, đưa cả một ô này đến nơi nào bạn muốn ấy. Wow, đừng vậy. Này, bây giờ mình biết nha. Bạn có đa dạng kho báu ấy. Sau khi mà bạn lấy bốc 2 lá bài thì bây giờ bạn phải bốc số lá bài ngập nước tương đương với cái vị trí mà mình đang ở đây. Thì mình đang ở vị trí này là mình phải bốc 2 lá bài ngập nước. Misty Mask à? Đây. Cave of Shadow. Cave of Shadow không? Cẩn thận nha. Được của anh thì biết rồi nhá. Anh ấy, tôi nghĩ anh Việt Dương là bây giờ anh ấy có cái khả năng là truyền đồ cho người khác ấy mà không cần đứng ở cùng ô ấy. Thế anh xem support chúng tôi để chúng tôi đi lấy đồ hợp lý anh. Hợp lý. Nhưng mà cái việc đưa đồ cho người khác cũng rất là hành động nhá. Đúng rồi. Được, ok. Bây giờ đứng lại anh. Đứng chị đi.
Đúng rồi á. Đúng rồi. Ok, tôi đâu nhỉ? Tôi ở đây. Tôi ở đây chắc là tôi nghĩ tôi phải tạt nước thôi. Tại vì đây là hai ô quan trọng ấy. Ô là có bó ngập, mà ô này mà ngập thì thôi chúng ta hết về đất liền. Tôi xin tạt nước hai ô này. Ngoài ra thì tôi là phi công, tôi bay đi đâu cũng được hết. Leo cho vui à? Thì đừng đấy. Đừng đấy rồi. Đấy à? Rồi. Tôi đi chơi. Cho tôi đi chơi. Nhưng mà chị di chuyển không mất hành động à? Tôi cũng tập nước hai, hai hành động. Tôi còn được một nước đi nữa. Đi ra đây. Tôi em được. Còn tôi phải bốc hai lá bài. Một cái tốt, tôi cũng đa dạng mình nghề đấy. À, một cái gọi là sandbox. Có thể tạt nước ở bất cứ đâu mà không mất hành động khi sử dụng lá bài này. Ok la ấy nhở. Ok, tôi ở được hơi xa chị. Bây giờ, từ từ, trước khi bắt đầu của anh tôi phải bóc cái bài lập nước đã. Con ở Palace, vừa mới bước đến đây thì lại ngập. Mỗi bước chân tôi đi nước ngập. Và Watchtower ở đâu? Đây. Anh Thành, tôi đi đơn giản lắm đây tám nước đây, tám nước đây này. Quá là hợp lý luôn, hợp lý mà như được lập trình vậy, đúng là lập trình viên đó ha. Trời, nhưng mà không anh rồi chúng ta đến đây thì thôi, người phế chỉ thế thôi. Một cục đá vừa chưa biết ai. Silver Gate à? Phantom Rock. Phantom Rock đây. Khu này hơi ướt anh ạ. Khu này ẩm, khu này chắc ở bên... Ở bên hơi nhiều nước. Khu này chắc bên văn quán này. Rồi, giờ đến là Dương đúng không? Tôi sẽ được nhìn thôi. Tôi sẽ đưa cái này cho anh Thành. Hợp lý đấy. Và chị có cái gì có hai lá không? Không, tôi đang phân bố đây này. Bây giờ tôi nghĩ tôi đang ở đây. Tôi ở gần ba con này luôn. Thì con mà anh Thành thầu con này rồi. Thì có con... Đấy, tôi được con này mà. Tôi lấy ở đây. Thì tôi nghĩ tôi sẽ bỏ qua cái vị trí này. Nhưng chỉ có sư tử và cốc thôi. Thì bây giờ hiện tại tôi đang có cốc. Thì anh có cốc thì anh cho tôi. Tôi cho chị cốc luôn. Thế tôi nghĩ anh lấy cái màu tím này là hợp lý này. Sao nữa tôi chuyển ra cái màu tím. Ok, hợp lý anh. Thì bước cuối của tôi sẽ là... Anh có thể đến gần tôi ấy. Thì thời gian nó sẽ gần hơn. Nguy hiểm quá. Tôi có biết tôi sẽ tạt nước. Ok. Hiện tại thì vẫn chưa có gì to tát xảy ra. Tuy nhiên là những cái chồng bài mà đã bị ngập nước rồi bây giờ sẽ được tráo lên và cho lại vào chồng bài ngập nước ở đây. Thế nên là khả năng cao những cái lá bài mà vừa bị ngập xong rồi sẽ thành một cái khu vực bị chìm. Và nếu mà nó bị chìm thì chúng mình sẽ không thể nào đi được qua cái vị trí đó. Trong cái các nhân vật của bọn mình ấy, thì có một nhân vật đấy là thợ lặn, có thể bơi được. Nhưng mà vấn đề là bọn mình lại chọn toàn mấy cái nhân vật lại không biết bơi các bạn ạ. Thế nên bây giờ mà kiểu toàn có chỗ làm chìm mà thôi, chúng mình đứng lại là như hòn long bộ, kiểu nóng nóng từ xa thôi. Chẳng chạy nó sao, đi lên đảo sáng nó biết bơi. Cái công bay thì biết bơi là gì. Rồi, có hai lá này này, thì tôi có hai lá này. Ok bạn, ok chị nhỉ. Ô, phu xem đi. Nó có chị ạ. Lập rồi. Đây, đưa ra đây, mời bạn. Hai lá phải bị ngập lần này là Full Sailing này. Thế là cái này quang rồi đấy. City of Abandon thôi. Abandon ngon.
Please. Ừ. Please. Ừ. Ừ. Không quan trọng. Không quá quan trọng. Quan trọng là? Quan trọng là gì? Rồi. Ừ. Rồi, cái nào quan trọng là đọc nào? Cái nào có nối đường đi của các bạn không? Không, chưa cần lắm đâu bạn. Chưa cần lắm. Nhưng mà tôi có 5 lá rồi. Ừ, thì phải dùng luôn. Tôi dùng luôn thì tôi dùng cho cái nào? Tôi dùng cho cái này đi. Không biết điểm gì. À, dùng cái này đi. Ừ. Thì nữa lần em muốn tập được cái này thì tôi cần em. Rồi, xin thả cái lá này vào trong bài bỏ. Đây, đứng đây, cho mọi người biết là có trong bài bỏ đây. Rồi. Bây giờ sau khi mà di chuyển tạt nước xong xuôi thì tôi sẽ bốc hai lá này. Ui, được một chiếc helicopter mà lại bốc phải nước dương lần nữa các bạn ạ. Quang quá. Tuy nhiên lại có một cái lợi thế trong cái việc nước dương lần này. Đấy là nếu mà trên trường bài này mà chưa có bài bỏ. Có rồi ạ. Nếu mà có rồi thì thôi à, lại phải đặt cái này lên trên này. Nâng đầu tiên là nâng đất dâng lên 3. Lần tiếp theo sau mỗi lượt của người chơi thì không phải là khiến hai ô bị chìm nữa mà là 3 ô. Xem đầu tiên nào cô. Thật là bất ngờ quá. Vâng ạ, khu landing. Rồi. Call request. Tại sao? Thì cho tôi đứng ở ngập này. Đây luôn đi. À không. I'm get it. Kết thúc lần ạ. Xong rồi đúng không? Ừ. Bây giờ thì chắc là tôi phải đi trao đổi với còn. Tôi đi trao đổi xong rồi chị bán tôi sang bên này ạ. Đưa tôi về đây được không? Tôi đang về được mà, yên tâm. Anh đang về được hết. Đúng rồi. Bay trực thăng mà. Hiện tại anh cũng chưa cần lắm, là vì anh chưa đủ hàng. Ừ, thì bây giờ tôi sẽ ra chỗ anh Dương để tôi trao đổi đồ với anh. Ừ, anh lấy thêm đồ đúng không? Ừ, không, tôi đưa cho anh cái này. Sau rồi đến lượt anh ấy sẽ đưa lại cho tôi cái kia. Ừ. Thôi đi qua. Ừ. Đưa cho anh ấy kết quả này. Đúng rồi. Ừ. Wow, tôi ghi 1 này, 2 này. Ừ. Và tôi sẽ đưa cho anh ấy cái này. Thế là được. Ừ. Rồi. Bây giờ bóc rồi. Giờ rất thoải mái, bóc rồi chứ còn gì nữa. Thôi. À. Cái phí nhà ức lấy. Thêm một con nữa là bỏ đi nào. Đưa ra. Mày. Đùa mày. Tôi nghĩ anh bỏ sư tử hợp lý. Ừ, tại vì cái này thắng đủ 4 đấy. Cái này chưa có. Thôi, thì sao? Tiếp tục. Đây, mình đã không bằng nhỉ? Rồi, 3 cái đúng không? Đúng rồi. Cape of Shadow. Đây. Nó vẫn là cái khu vực này. Watchtower. Đây. Và Phantom Rock. Phantom Rock, đây. Nguy hiểm thế. Đi tắt nước. Rồi. Hãy cứu tôi! Xung quanh tôi toàn là nước thôi! Ok, tôi sẽ đưa cái này cho anh. Cho anh này. Ừ. Và... bộ sưu tập đúng không ạ? Ừ. Tôi phải bỏ luôn không? Tôi sẽ... đợi đến lúc anh đấy. Ừ. Tại hiện tại anh cũng sẽ làm được. Ừ. Tôi sẽ đi... Đây. 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 Đây.
Bây giờ thì anh vừa di chuyển xong rồi, anh bóc bài rồi đến lượt. Tài bóc. Vâng. Đây, lục lớp. Tiếp của em bờ này. Cẩn thận nha. Rất cẩn thận nha. Hai cái này là cùng đấy. Temple of the Moon. Temple of the Moon. Đây. À, Misty Mask. Wow, dọc lên. Rồi. Không quay gần đây, thế rồi thì có thể một được xem bếp đi. Không cần bay, bay anh ra đấy luôn. Ừ, không, mày thôi chứ, mày thôi chứ. Anh bạn ra đấy ừ. Luôn. Bây giờ đến lượt tôi mà, đúng không? Ừ. Ok, rồi thôi tạt nốt đã. À thôi, lượt xong bạn lấy. Tới đủ đồ rồi mà. Ừ. Ừ. Thế thì tôi bay bạn ra đây đi. Tôi tạt nốt cái này. Xong rồi tôi bay bạn ra đây. Thì nó an toàn hơn. Tại vì bay bạn ra đây mà tí nữa tôi bốc phải cái lá xa quá gì thì nó mà mất đi thì bạn vẫn bơ vơ giữa biển. Thì tôi tạt luôn cái này. Ok. Rồi. Tôi sử dụng là máy bay trực thăng của tôi không mất lượt. Tôi đưa anh này ra vị trí này, vẫn còn hai lượt nữa. Tôi tạt full sailing chắc chắn luôn. Đấy, mà tôi đã còn một lượt nữa tôi làm gì nhỉ? Một lượt nữa tôi làm gì? Tôi tạt nó cái này. Liên quan, tôi đang làm gì luôn. Ok. Tôi xin hết lượt. Bây giờ tôi bốc hai lá bài. Ui, Motorize. Anh chị đỏ đấy. À, Motorize là dùng cho mình. Cháu nó đúng bài mà mình lục lục đấy ạ. Cháu đúng bài là giờ ông này chết thế nào cũng không lo lắm nhỉ? Ừ, đặt lên đây. Quan trọng nhất là đẩy cái mức độ của mình lên thêm một lớp nữa. Đây thành những huyền thoại rồi đây. Ừ. Chúng ta đang ở level những huyền thoại. Đấy, bây giờ bắt đầu chơi thì nãy giờ chỉ vu vơ thôi. Nãy giờ chỉ warm up thôi, phá băng thôi. Rồi, bây giờ chúng ta yên tâm là sẽ không bốc phải hoa thường anh nữa. Ừ, chị bốc hay tôi bốc đây? Ơ, tôi còn một lá bài nữa cần phải bốc đúng không? Tại vì tôi bốc một phát ra Water Rise luôn. Tôi còn một lá bài nữa cần phải bốc. Ơ, lòi hơn sư tử ở đâu? Chết ghê. Thôi, tôi phải bốc cho. Bốc được không? Không, không, tẹo nào. Một cái chỗ này ngập lên ngập ngoài á. Một. Hai. Ai mình ghét đi rồi bạn ạ. Ôi, ngập một vị trí rồi. Nào, ba nào. Cave of Shadows. May chưa, không thì nó đã mất câu này rồi. Thôi, tôi xin dừng lượt của mình tại đây. Rồi cái này tôi có cần phải tạp trước khi mà lấy không? Anh lấy rồi, anh tính sao, anh lấy rồi khỏi phải tạp luôn. À thế à, ôi, thế thì được quá. Tôi cứ để kệ nó đấy. Thế là anh đã sử dụng 4 lá. 4 lá bài lửa để lấy kho báu lửa đúng không? Đúng, 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 đúng. Đúng, đúng. Rồi, anh trông bài bỏ. Cô xin nhá. Ừ, còn 2 hành động nữa. Hành động nữa? Ừ. Làm gì bây giờ nhỉ? Nên tạt này không? Tạt, hay để... tạt cho tôi. Không cần. Anh tạt chéo hả? Anh đi chéo luôn. Anh đi 1, 2, 3. Ừ. Tôi đi chéo đâu, tôi chỉ tạt chéo mà. Đây này, anh được di chuyển chéo và tạt chéo. À thế à, à thế à? Ừ. Người không phá mà lại. Thôi rồi, tôi tạt vậy. Xin anh đấy. Hả? Xin anh tạt hộ. Xin anh tạt. À, thế à. Một, còn một bước nữa. Ừ. Thôi tôi biết là tôi đi chéo rồi thì tôi thử đi chéo như nào. Hi. Hello nhé. Chào nhé. Xin chào ạ. Vâng. Thì có gì chúng mình trao đổi. Đúng 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 đúng. Tôi nghĩ là cũng có đồ trao đổi đấy. Bốc lá bài kho báu ạ. Con sư tử. Con sư tử à? Đấy bạn lại thù sư tử. Được mà. À đây rồi. Hộp cát, hộp cát. Là cái này sớm muộn thôi. Watchtower. Watchtower đâu nhỉ? Đây. Ôi, đi rồi. Đi luôn. Misty Mask. Cái ruộng này. Nó ở đây. À, cái này nó mang ra nước rồi. Nó chìm rồi. Thì không đi qua nữa. Không được đi qua nữa.
Nhưng mà nếu mà nó chìm em thì hiện tại nếu mà chả may nó chìm mà em vẫn đang đứng ở đây thì em bị đá lên một ô xung quanh. Thế thì tôi sẽ đưa hai cái này cho bạn. Ok. Và tôi tán được cái này. Ý em. Sau đó thì đã bắt bài đúng không ạ? Đúng vậy. Ủa hay quá. Ủa ngon. Hay quá, hay quá. Tôi bóc được phải máy bay. Các bạn nhớ là vẫn phải lên để dành một chiếc là máy bay trực thăng về đây còn đi nhá. Được rồi. Rồi. Và bốc lá bài ngập nước ạ. Sao các bạn không tạt full landing? Full landing ở đây chưa? Không lo. Rồi. Phantom Rock đi rồi. Đi xa rồi. Rồi những bạn này đi thì cũng không vấn đề. Tiếp vào em bờ nữa. Xong nhiệm vụ rồi. Xong nhiệm vụ thì thôi đi cũng được. May quá chúng ta đã tìm được kho báu trước khi hòn đảo nó biến mất. Ủa thôi, Temple of the Moon. Temple of the Moon đi rồi. Nhưng mà mình vẫn còn Temple of the Sun. Yên tâm. Đấy là lý do tôi không tải Temple of the Moon. Ok. Rồi. Xong rồi đúng không ạ? Xong rồi. Bây giờ đến lượt tôi. Tôi chỉ có một chú hóa. Tôi sẽ... Đầu tiên là tôi xin lấy máu vật. Chiếc chén thánh ạ. Bằng... Tôi xin lấy máu vật lần chiếc chén thắng bằng 4 lá bài này ạ. Cho vào đây. Đây là chén thắng thuộc với tôi. Đó. Sau đó thì... Cho tôi cái kế cho sư tử. Tôi tạt nước. Ừ đúng, tạt nước đi. Tôi tạt nước cái này. Tạt làm gì? Mình tạt lúc nào chả được. Cái này chị bốc, tạt lúc nào chả được, mình có cái này mà. Ừ. Thế nữa tôi mà bốc. Mà nó ngập đi. Thì tôi sẽ tạt trước khi mà bốc cái ngập. Không rồi nó không theo được. Mình đã kiểu kết thúc cái hành động xử lý hành động ở đây rồi mà tự nhiên đang bốc bài ngập mà mình dùng cái này để tạt đi. Mình nó không sinh trí nữa đó. À không sinh trí. Không sinh trí. Mình chơi giống như một người thám hiểm thực thụ. Mày là thám hiểm là liêm phép. Cho tôi tạt phát. Tạt đi. Tôi lại có hai hành động rồi đúng không? Đúng. Thế tôi khỏi tá. À đây, tôi đây, cái con anh này, cái con này là ba hành động. Thôi chị làm gặp lại đi. Thôi anh tặng cái khác đi. Dành khác, sao xong ba hành động? Sao chị không đưa dành một lượt đời cho tôi? Tôi có ba rồi. Thôi đây tôi có mà. À ok, ok anh. Tuyệt vời quá. Ừ, tại vì tôi không đi được ra chỗ anh, okay. Hơi xa. Bây giờ tôi bóc nốt hai lá này. Khi tôi bóc nốt hai lá này, tức là trồng bài ngập nước ấy. Nó sẽ quay về trồng bài bóc. Chả vấn đề gì. Ôi, nó lại ngược ngược theo ấy. Ừ, nó ngược hết nhỉ, hay tôi đưa ba con sư tử với chị nhỉ. Hết lượt luôn. Hết lượt luôn. Bây giờ bốc ba lá ngập. Nào. Đây, đài quan sát ở ngay đây luôn. Rồi. Sư vừa ghét đi luôn. Cái gì nữa? Đấy rồi. Thay đổi palette. Đây. Ui, đáng tạp đấy. Đáng tạp đấy. Cái này mà mất đi này khó đấy. Ừ. Rồi. Đủ ba chưa ạ? Đủ ba rồi. Rồi. Bây giờ xin mời lượt tiếp theo ạ. Cháo lại. Đấy, đây cháo. Đấy. Bây giờ đầu tiên là tôi đưa cho anh... À không, chưa. Phải đến đây mới đưa được đúng không? Đúng. Ừ. Cứ làm gì làm đi, tôi sẽ cháo từ giờ những lúc anh làm xong. Thế tôi lấy được rồi, tôi cũng mỏi tay. Và đi đến đây là tạc này. Thế thì tôi... đầu tiên là tôi tạc này này. Ừ, tạc chéo được rồi đúng không? Ừ, tạc chéo này là tôi lên đây này. Ừ. Đấy, tôi đưa anh con này này. Quá là tuyệt vời luôn anh ơi. Đấy. Ai cần trực thăng thì nói tôi nha, tại vì tôi có sao đã. Rồi là tôi hết action của tôi này. New
Nước dâng. Đầu tiên là nâng lên một nấc ạ. May quá, chưa đến 4, nó chỉ là một nấc thôi. Đấy nha, tôi xanh chín, tôi không tạp đấy nhá. Bọc lại này. Một. Nước đi lát. Nó thôi, chưa chín. Tôi, những người tạp nước chuyên nghiệp. Tôi tạp thần rồi. Đài quan sát được. Mà cũng được. Sao chả mất. Tile Palace. Ngọc thôi. Ba. Ba. Không ai đi chơi nữa. Ốc đảo cô độc à? Không có ai cầm máy bay đi ở đấy. Bay ra đấy không bay về. Xong. Xong. Ngắm cảnh. Anh bốc. Bốc rồi mà. Bốc rồi. Sao không? Còn một cái nữa. Anh bốc tối nay mua một lá bài thôi. Anh bốc hết rồi mà. Không quan trọng là nó. Ok, đến lượt tôi đúng không? Chính anh đấy. Đầu tiên là tôi sẽ... Anh tạt nhé. Thôi đừng tạt, tôi tạt cho. Anh cứ đi ra đi. Anh cứ đi ra chỗ đấy đi. Đấy, xong rồi đấy, anh làm việc của anh đi. Xong rồi tôi lấy cái... Đâu rồi? Cái cục gì đó rồi. Cục... À, đây. Đó đây. Ừ. Chưa có gọi là bài mà đã tham ô người ta rồi. Đâu mà mấy cái chỗ này chìm hết rồi. Thôi để an toàn này, tôi xin phép của tôi tạm. Đến lượt anh đã thử. Không, cái này lượt nào cũng được, dùng lúc nào cũng được mà. Thế anh tạm cái gì? Anh tôi tạm cái này. Anh đã xong hành động của anh chưa? Thì để anh cái tạm đã rồi tôi đi tiếp. Cái này tạt chân ngang mà. Rồi ok, cái bộ hai lá. Có thật, ôi trời ơi, sao lại cái này. Không cần lắm anh em ạ. Em bốc ra cái đấy là may. Nếu không mà bốc vào Battle Rise thì bây giờ lúc sau là muốn ôm ngập nước cũng chết. Đúng. Khá may. Tôi sẽ suy nghĩ lại. Bây giờ bao ngọn nước của em. Tại bây giờ mình cần con này, con sư tử. Con sư tử bây giờ chị đi theo tôi. Sau tôi lên đây. Thế là xong rồi hả? Xong rồi. Thế là trực thăng này đi ra thôi, tôi có hai cái trực thăng mà. Sợ gì? Một giờ trong gặp hết được cho khó. Một. Đấy, kê một chân đầu. Thôi kê một chân đầu bay rồi. Smooth landing. Sợ nhờ. Rồi. Rồi, ai ạ? Chị đây. Tôi à? Tôi tạt nước phát. Hợp lý chứ? An toàn là trên hết. Không may được thì thôi tôi chết. Rồi, một. Một hành động. Chỉ lên cho tôi đi. Rồi, hai hành động. Xin đưa anh con sư tử. Ba hành động. Tuyệt vời. Rồi. Thích ghê, nó sắp thoát phải nào rồi. Yeah. Wow, may quá, không phải là lướt dân. Nào, xem hành động đó nào. Ôi. Như ở lướt dân này thì thôi, đầu tiên là lướt dân đã. Bốn ô ngập nước. Chúng tôi này, nó là bốn ô này đấy. Chính là bốn ô mình vừa ấy xong. Thế là mình dùng xong. Thì là nha, bây giờ lại xót lại nha. Misty đâu rồi? Đi luôn. Cái này đi rồi. Để sang đâu ạ? Để sang bên này đi. Hai bên để sang bên này. Misty đi. Rồi. Cũng sẽ định lại chết này. Lại gặp thêm vết nữa. Coral đi nè. Coral bay. Ui. Nguy hiểm quá. Rồi. Thay đồ ở chỗ này nè. Vật nước. Nguy hiểm gì? Tôi nghĩ là mình sắp đi được khỏi đảo rồi. Sắp đi khỏi đảo rồi. Chứ giờ ai đen lắm lại bốc thêm mất rồi nữa là thôi đi đấy. Giờ cũng bốc đủ hai con chưa? Bốc đủ hai con rồi. Bốc vài con rồi à? Bây giờ tôi nghĩ là anh cứ tạt nước trước. Xong rồi anh lấy đồ. Còn để anh kia bốc về sau. Vì tôi sợ ngập nước lắm. Ngập nước mà bây giờ... Anh đi chéo được đúng không? Nhưng mà bây giờ không đi chéo để làm gì cả. Ai đi cháu để lấy con đấy, con sư tử này. Đây, một hai đấy. Đi xuống đây thì gần hơn.
thì quay về gần hơn. Không, cái đó không cần lắm, có chức năng mà. Nhưng mà em có hai cái, một cái để thoát khỏi đảo. Nhưng mà cái chức năng kia có chở được người khác không? Chở được người khác. Thế thì không cần cái này đúng không? Ừ. Thế chả cần cái này đúng không? Bây giờ chỉ cần... Chỉ cần cái full setting này thôi. Ây da. Nhưng mà nhá, bây giờ lên đây này là hết hai hành động này. Xong rồi lấy cái này là ba hành động này. Ừ. Rồi xong rồi sẽ bùng tiếp đúng không? Thì vẫn có khả năng là ra. Vậy thì em nghĩ... Ôn đi đâu? Tôi nghĩ ở bên giờ đây. Tí nữa nếu mà không dùng trực thăng quay về thì nó vẫn là ba hành động mà. Ừ. Thì là 1, 2 xong rồi 3 đúng không? Ừ, anh nghĩ là đấy thôi. Thì nói chung là hai cái này đi không khác với nhau cả. Nhưng mà trong trường hợp anh quay về ấy, kiểu nếu mà anh ấy trong một trường hợp mà anh ấy vẫn đưa tôi về hạn hoặc anh ấy tự bay về hạn thì sẽ còn một cái lá trực thăng duy nhất để mà thoát khỏi đảo thôi. Thì anh có thể phải tự trèo về. Tự trèo về. Cái này là cái an toàn cho anh khi đường anh đi về nó ngắn hơn. Được, nhưng mà không đen đến nỗi là bây giờ tôi lại bốc vào water ride đâu đúng không? Hai ô này thôi, thì mình cứ tạt cái vị trí này thôi. Quan trọng là cái vị trí này mà. Cũng có lý. Mà nếu mà thử trả may waterize một lần nữa thì cả ba lá waterize ở đây rồi. Đúng không? Thì sẽ không có khả năng rơi vào cái lá đã bị ngập đến nữa. An toàn thôi. À lại là an toàn à? Ừ, an toàn thôi. Đấy bây giờ tạt cả hai này đúng không? Tôi nghĩ là tạt cả hai. Tạt cả hai xong rồi tôi sẽ đi xuống đây đúng không? Ừ. Cười. Nể chị lắm đấy nhá. Có hai lá ạ. Một. Ui dài quá. Ui dồi ôi. Hợp lý. Đây bỏ một cái này. Rồi. Ừ. Temple of the Sun này. Temple of the Sun. Đi. Whispering Garden này. Sao Whispering Garden dưới này này. Cũng gì dạ. Gì nữa đây? Đúng of Deception này. Không sao lắm, sao? Cái nữa. Ừ. Qua Purgate. Rồi, không sao. Vẫn rất an toàn. Sao ạ? Nên tôi quyết định là ô xuống đây rồi đến đây luôn. Ừ. Sau đấy là tôi dùng được không? Đúng rồi. Anh dùng trực thăng, anh đẩy em về ra đây. Đúng. Đỡ tốn bước. Ấy, ấy. Nếu như mà trong trường hợp xấu nhất mà cái này chỉ thì tôi... anh nhảy về đây được. Tôi nhảy được về đây không? Ừ, anh đi chéo được mà. Nhìn về được. Yeah. Ok. Đi bỏ lại đi. Rồi hết rồi. Bỏ hai lá. Ừ. Mày quá. Không phải. Bây giờ tôi nghĩ chỉ dùng năng lực chỉ bay đi đâu cũng được. Xong rồi lần thứ ba chỉ về đây. Ừ, có phải hợp lý không? Ừ. Ừ. Chị bay đến đây chị tạt nước xong chị đi về đây. Rồi chị bay đến đây chị tạt nước. Đúng. Tạt nước đi, chị tạt nước đi. Ngay xuống tạt nước đi. Ờ, để cho đỡ sợ đúng không? Đúng rồi. Thôi tôi đứng rồi. Ờ, tôi đứng rồi, tôi tạt nước. Thôi tôi bay ra đây là một bước này. Tôi tạt nước là hai bước này. Rồi. Xong rồi. Chị về đây luôn. Để chuẩn bị đi về luôn, chuẩn bị đi về thôi. Chuẩn bị đi về thôi. Rồi, thế là xong, ba hành động của tôi. Bây giờ tôi có bài. Một. Không thể thua được anh em ạ, không thể thua được. Chắc chắn rồi. Có ba. Hai. Trời ơi. Hợp lý. Trời độ. Loài thắng nhiệt này, quá sợ. Tôi phải bỏ một lá, tôi bỏ 1, 2, 3, 4, 5, 6 à. Tôi bỏ hai lá này đi. Rồi. À, lật lá bài lật nước.
4. Nào, Brown's Gate. Đây, đây. Chưa được thôi. Twilight Hollow. Ôi giời, đơn giản. Có mấy chỗ chưa lưng hợp đây. Lost Lagoon. Crimson Forest. Đây. Giời, đơn giản, đơn giản. Đủ chưa? À, đơn giản. Đủ chưa? Đủ rồi, đó là dễ. Đi lên đây. Xong về đây. Lấy con bóng đi. Xong rồi lấy con bóng. Xong rồi đi về đây. Hồi đi không? Tôi nghĩ là cái máy bay trực thăng để đưa cả ba người bay khỏi đảo. Không sao, thì đến tôi là được đấy, đấy, có cái này. Cái máy mà. Thấy không? Thành toán hết rồi, đấy nhá. Tôi đủ 4 con sư tử rồi nhá. Bây giờ tôi sẽ lấy con sư tử nhá. Rồi, đấy. Hai của tôi đã quay về đây này. Đấy. Tôi con sư tử ở ba đấy. Thì đi sư tử. Đấy. Rồi, để về đây thì tôi lại dùng khả năng bay lượn của mình. Bay lượn của mình. À. Đấy, đây, đây, đây. Đấy, đúng được vòng luôn đấy nhá. Rồi. Rồi, đây là kiểu gì nước cũng dâng đúng không? Ừ. Đấy, tôi lấy con sư tử đấy đã. À. Xong rồi nước dâng này. Nước dâng. Đấy, chỉ cứ cho lên con số 5 cũng được. Lên một nấc thôi. Ai lộn cái cốc, lộn cái chén thánh của tôi xuống dưới đất đây này. Nước lên rồi. Rồi. Đoán xem là bây giờ mọi người đoán đi xem là bao nhiêu ô bị chết. Ô bị chết. Ừ. Ô đầu tiên bị chết ô nào ạ? Ô đun ạ. Đun ạ. Đun cát ạ. Chết luôn. Chết luôn. Bye bye. Đấy, đi giảm. Full standing. Bạn tạt luôn đi. Gì? Bạn tạt luôn đi. Tạt luôn. Đây là của bạn mà. Tạt luôn mà, cái này tạt được. Ừ, bạn tạt được luôn mà. Bình tĩnh, chơi để sinh chín. Chơi quan trọng. Bye bye luôn. Bye bye. Rồi. Cái gì đây? Trial of Valis. Trial of Valis. Đủ chưa ạ? Đủ 4 lá chưa? Đủ rồi. Rồi. Ok, ok. Rồi, thì xong rồi. Vừa đến lượt là anh Dương không? Vâng, mà anh Dương làm hành động mà anh cần phải làm đấy ạ. Thôi, chị tạt đi. Tôi đi lên đây. Ok. Tôi xuống đây. Sao tôi bay? Bay à? Tôi xuống cả nhà bay đúng không? Đúng rồi, đi để xin mời ạ. Một đường lại bay. Quay khỏi đảo. Sao bay lên mà đảo vẫn ngập vậy? Chị kệ đảo. Tạt đi rồi bay chứ. Cái gì còn thường hành động người tạp nốt lên xong rồi bay. Đi lên đây là 1, xong đây là 2, xong bay nữa là 3 rồi ấy. Không, bay là bay này không có hành động nữa. Bây giờ anh tạp đi, anh tạp đi. Tạp nước. Đấy, đúng rồi đấy. Rồi, bây giờ mình có cái máy bay trực thăng rồi bay. Đấy, bây giờ mình hơi còn tất thì bay khỏi đảo rồi. Vâng. Và với chế độ đầu tiên thì chúng tôi 3 người. Vâng, 1 người khám phá. Một anh phi công. Và một người chuyển phát đã thoát khỏi hòn đảo bị ngập nước và lấy về thành công 4 bó vật ạ. Vừa đấy là các bạn ơi, chúng tôi mới đang chỉ chơi level đầu tiên thôi. Và tôi có một mí các bạn là trước khi chúng tôi chơi game này, chúng tôi cũng thử level đầu tiên và chúng tôi chết trong gọi là vài lần đầu ạ. Nên là trò chơi này không hề dễ dàng đâu ạ. Mà là do chúng tôi giỏi đấy. Đúng không ạ? Không biết chơi nhưng mà vẫn thoát được khỏi đảo. Lần sau mạnh dạn chơi khó nhất đi. Đúng rồi. Chơi khó nhất luôn. Vâng. Ừ rồi. Mình vừa trình cao rồi. Tái đấu. Ok nhá. Được. Tái cổ ốc chứ sao lại tái đấu, mình còn đấu với nhau đâu. Tái cổ. Tái cổ. Ok. Thôi chúng ta tan rã đi nhỉ. Ai về nhà đấy thôi, bye bye nhá. Anh của mình lấy 2 bó vật à. Vâng ạ, và đó là Forbidden Island cùng với cả board game đây ạ. Các bạn thấy trò chơi này thế nào? Cũng rất gì mà này nọ đúng không ạ? Đúng rồi. Nếu các bạn muốn là tìm được đối tượng teamwork phù hợp thì trước tiên hãy nên chơi trò chơi này đã. Để xem là cái chơi chúng ta chơi ở đâu nhỉ?
À, ở chúng ta nếu mà chơi game thì chúng ta chơi ở đâu nhỉ các bạn nhỉ? Đấy là Day Club các bạn ạ. Wow. Thứ bảy và chủ nhật hàng tuần nhé, Day Club sẽ mở đón các bạn. Và địa chỉ chi tiết của Day Club thì mình sẽ ghi ở bên dưới phần mô tả nha. Còn bây giờ thì bye bye. Hẹn các bạn đâu trong các video tiếp theo.